Chúng ta cùng tìm hiểu bài toán đầu tiên. Các em hãy đọc đề và vẽ hình bài toán này nhé. Tam giác ABC có đường phân giác BN. Kẻ một tia vuông góc với phân giác BN cắt BC tại H. Và thầy gọi Y là giao điểm của BN và AH. Gọi O là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác thì O nó phải nằm trên BN. Đề bài yêu cầu chứng minh AOHC nằm trên một đường tròn. Thế thì các em hãy để ý là góc ANB của thầy ở đây nó là một góc nhọn, cho nên I nó nằm ở trên đoạn thẳng BN. Và sau đó, O và H nó nằm cùng phía với AC. Nhưng nếu góc N này của thầy không phải là một góc nhọn thì y nó sẽ nằm ngoài đoạn thẳng bn khi đó o và h nó sẽ nằm khác phía với ac các em thử vẽ hình trường hợp này ra xem như vậy bài này chúng ta sẽ có hai trường hợp trường đầu tiên là o và h nó nằm cùng phía với ac Các em mới quan sát trường hợp bên này, ta thấy thì góc BNA của thầy nó là góc tù. Còn trường hợp bên này, góc BNA nó là góc nhọn. trong trường hợp này thì y nó nằm ngoài đoạn BN, O và H nó nằm khác phía VAC. thì trong trường hợp các bài toán như thế này chúng ta phải xét cả hai trường hợp là O và H nằm cùng phía VAC hay là O và H nằm khác phía VAC. thường thường thì các trường hợp này cách chứng minh của nó cũng tương tự nhau thôi. thế thì bài này thầy sẽ cùng các em làm trường hợp một trước. trường hợp 2 thì các em hãy chứng minh tương tự như vậy nhé. bây giờ để chứng minh AOHC nằm trên một đường tròn thì ta sẽ có nhiều cách thầy thử xem là nếu mà AOHC là một tứ giác nội tiếp thì điều gì sẽ xảy ra thì ta sẽ có là gì là góc thì ta phải có góc OCH này bằng với góc OAH vì nó cùng nhìn cạnh OH nếu điều này xảy ra thì sao bây giờ thầy kể AH với H' phải thuộc BC nó vuông góc với phân giác CM thì ta thấy dường như là hai điểm I và điểm K nó có gì đó rất là tương tự nhau Bây giờ các em hãy quan sát hình vẽ và chúng ta thấy ngay là tứ giác nào là tứ giác nội tiếp Đó chính là tứ giác AKOI Vì sao? Vì nó có hai góc đối có tổng bằng 180 độ là góc K và góc I Thế thì từ đó là góc OAI này nó phải bằng góc OKI như vậy nếu tứ giác AOHC là tứ giác nội tiếp thì bắt buộc góc OCH này nó phải bằng góc OAI và nó phải bằng góc OKI. Mà OKI và OCH nó là hai góc so le trong. Cho nên nếu hai góc này bằng nhau thì IK và BC phải song song với nhau. Như vậy chúng ta chỉ cần chứng minh IK song song với BC thì ta sẽ có hai góc này bằng nhau. Cũng giống như các bài toán chứng minh thì chất hình học khác thì ta lại suy ngược từ dưới lên. Là nếu mà ta đã có kết quả của đề bài thì điều gì sẽ xảy ra? Bài này, kết quả là chúng ta phải chứng minh IK song song với BC. Việc này thì chúng ta sẽ thấy là nó không hề khó một chút nào. Bởi vì sự xuất hiện của điểm I và điểm K ở đây nó khá tương đồng nhau. Chính vì lý do đó cho nên là ta sẽ có thể có các cặp góc bằng nhau hoặc là các cặp cạnh bằng nhau. Bây giờ ta thử xem là mỗi điểm này nó xuất hiện như thế nào. Điểm y là gì? Điểm y là giao điểm của BN và AH. BN nó là phân giác của góc ABC và nó lại vuông góc với AH. À như vậy thì chúng ta thấy BN nó có quan hệ như thế nào với AH? BN nó sẽ là đường trung trực của AH. Có nghĩa là Y nó phải là trung điểm của AH. Y là trung điểm của AH thì hoàn toàn tương tự K nó cũng là trung điểm của AH vậy Thế do đó là IK nó là đường trung bình của tam giác AH phải H. Nên là IK nó song song với BC. Do đó là ta sẽ có và từ đó thì ta sẽ có điều phải chứng minh. Ta sẽ nhận xét là BI nó vừa là phân giác và đường cao của tam giác ABH cho nên I nó phải là trung điểm của AH. Tương tự thì K nó cũng phải là trung điểm của AH'. Các em chú ý là ở trường hợp O và H nằm khác phía với A, v, A, C, thì nhận xét này của chúng ta nó vẫn đúng. I nó vẫn là trung điểm của AH, K nó vẫn là trung điểm của AH'. Như vậy thì KI nó sẽ là đường trung bình của tam giác AH'H và KI nó phải song song với BC. OKI và OCH nó phải bằng nhau vì là hai góc so le trong. Cho nên là AKUI là tứ giác nội tiếp, cho nên OKI nó phải bằng OAI vì nó cùng nhìn cạnh OI. Như vậy thì OCH bằng OAI. Đây là một cách nhìn của bài toán này. Bây giờ nếu tứ giác AOHC là một tứ giác nội tiếp, thì thầy sẽ không nhìn dưới góc độ là góc OCH này bằng góc OAH nữa. Mà thầy sẽ sử dụng dấu hiệu ở đây là gì? Góc OHB này nó bằng với góc OAC. Thì OAC nó đã bằng góc BAC trên 2 rồi. Bây giờ ta cần chứng minh góc BHO nó cũng bằng góc BAC trên 2. Thì BHO nó phải bằng góc nào? Góc nào cũng bằng góc BAC trên 2. Đó chính là góc BAO. BAO và BHO ta thấy nó có đặc điểm gì? À, ta thấy là BO nó là trung trực của AH cho nên rõ ràng là BAO nó phải bằng BHO. Và do đó BHO nó bằng OAC. Như vậy thì AOHC nó là một tứ giác nội tiếp do có một góc bằng góc ngoài tại đỉnh đối diện. Đây là cách thứ hai chúng ta có thể chứng minh bài toán này. Một góc độ khác ta có thể nhìn bài toán này là gì? Nếu AOHC là tứ giác nội tiếp thì OAH nó phải bằng OCH vì nó cùng nhìn cạnh OH. Thì góc OCH nó đã bằng một nửa góc C rồi, nó bằng một nửa góc ACB rồi. Vậy thì ta phải xem là chứng minh góc OAI này nó bằng ACB trên 2 như thế nào? Góc OAI này nó xuất hiện như thế nào? Thì ta thấy góc OAI này nó bằng nó bằng với góc BAI trừ đi góc A trên 2, tức là góc BAO. Mà góc BAI bằng gì? góc BAI nó lại bằng 90 độ trừ đi góc B trên 2. Nó bằng 90 độ trừ đi góc BAI ở trong tam giác vuông AIB. 90 độ trừ B trên 2 và trừ A trên 2 nó bằng C trên 2. Vì tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ, cho nên A trên 2 cộng B trên 2 cộng C trên 2 nó bằng 90 độ. Như vậy thì 90 độ trừ B trên 2 trừ A trên 2 sẽ bằng C trên 2. Do đó là ta có OAI bằng OCH và cùng bằng góc C trên 2. Đây là cách thứ ba mà chúng ta có thể chứng minh bài toán này. Chúng ta lại nhìn dưới một góc độ khác. Đó là ta sẽ chứng minh góc AHC bằng góc AOC. Nó cùng nhìn cạnh AC. Góc AHC này nó là góc ngoài của tam giác BIH ở đỉnh H cho nên nó sẽ bằng 90 độ cộng với góc B trên 2 Vậy thì ta cần chứng minh góc AOC nó cũng bằng 90 độ cộng với B trên 2 Chúng ta có điều này vì sao? Vì ta để ý là O nó là nó là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC cho nên là ta có AON Nó sẽ bằng A trên 2 Cộng với B trên 2 NOC Nó sẽ bằng B trên 2 Cộng với C trên 2 Như vậy cộng AON và NOC vào Ta sẽ được góc AOC số đo góc AOC nó sẽ bằng gì A trên 2 cộng B trên 2 cộng C trên 2 nó bằng 90 độ vì A cộng B cộng C bằng 180 độ và còn lại là cộng B trên 2 như vậy nó bằng với AHC đó, đây là bốn cách mà chúng ta có thể chứng minh được bài toán này cũng là bốn cách nhìn khác nhau để chứng minh một tứ giác là tứ giác nội tiếp Thầy đưa ra nhiều cách giải như vậy để cho các em có những cái nhìn linh hoạt nhất khi nhìn vào bài toán chứng minh nói chung hay là chứng minh tứ giác nội tiếp nói riêng Trường hợp 2 thì các ý tưởng cũng hoàn toàn tương tự với trường hợp 1 Các em lưu ý là trong bài thi hay là bài kiểm tra thì chúng ta chỉ cần làm đúng một cách thôi là chúng ta đã được điểm tối đa rồi nhưng mà khi làm bài tập, việc giải một bài toán hay là nhìn vào bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau Nó sẽ tăng khả năng giải toán của chúng ta lên rất nhiều